Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game Play. Và mình có một tin vui gửi đến tất cả các bạn à. Đặc biệt là những cái bạn nào mà yêu thích cái game GTA 5. Thì hiện tại bây giờ là trên cái trang chủ của cái thằng Team Power, nó đang giảm giá cho cái dịp Halloween. Đó là từ ngày 10, từ ngày 28 tây tháng 10 đến ngày 1 tây tháng 11. Khi mà các bạn mua sản phẩm ở trên cái trang Team này, các bạn sẽ được giảm giá. Và một cái tin rất là vui đó là cái sản phẩm GTA 5, cái phiên bản gọi là bản quyền á, nó giảm giá 40%, chỉ còn có 26.99 đô thôi. Là nó khoảng chừng 27 đô đúng không? Là nó khoảng chừng mình tính ra tiền Việt là nó khoảng chừng 6-700 ngàn đó. Thì đây là cái phần mà game bản quyền các bạn mua ở trên cái trang team này thì các bạn có thể là chơi online và được sự hỗ trợ từ cái trang team Power này. Ở đây là mình không có giới thiệu gì để mà bán sản phẩm cho riêng mình à, mình chỉ thấy là nó đang giảm giá và mình vừa mới đặt mua xong với giá là 26 đô chấm 99. Hy vọng là mình tải về và có điều kiện thì sẽ chơi chung với tất cả các bạn. Đây, mình đang cài đặt ha. Trước đó là mình có giới thiệu cho các bạn cái phiên bản Outlast 2 demo. Đây là phiên bản game miễn phí mình tải về mình test trước đó cho các bạn xem á. Còn đây là cái game GTA 5, trước đó mình đang sử dụng cái bản rắc miễn phí. Nếu mà các bạn nào không có điều kiện có thể là tải bản rắc về trên cái blog game offline của mình. Các bạn search GTA 5, download GTA 5 trên cái trang Google là các bạn có thể là thấy được cái link dẫn đến cái bài viết trên cái blog game của mình. Đây. Đây là trên cái trang game offline hay cho pc.com. Các bạn vào cái bài viết này có thể là tải được cái bản gắt của game GTA 5 miễn phí ha. Ở đây là nó có 13 cái bộ file. Đây. Nó gồm 13 phần do mình chia nhỏ ra, mỗi một phần là khoảng 5 GB. Các bạn tải về sau đó nối lại và cài đặt theo cái video hướng dẫn này của mình là các bạn có được cái bản gắt của game GTA 5 để chơi. Còn nếu mà các bạn muốn chơi bản quyền thì ngay hôm nay các bạn nên đặt mua đi, trên cái trang Team nó đang giảm giá 40%. Mình làm cái video này để cho các bạn thấy được là những cái sản phẩm game trên cái trang Team Power này nó đang giảm giá ha, và mình là đang đặt mua và đang tải về đây. Thấy không? Mình đang tiến hành là tải về và cài đặt. Thì hy vọng là một vài ngày tới mình cài đặt thành công cái bản online và có thể là sẽ chơi chung được với tất cả các bạn. Tại vì có khá là nhiều bạn yêu cầu mình là hãy cài đặt cái game GTA 5 và chơi online ha. Thì với cái game GTA 5 các bạn phải mua bản quyền mới chơi được online. Còn nếu mà chơi bản gắt thì các bạn chỉ được chơi offline thôi. Thì so sánh hai cái việc chơi online, chơi bản quyền với chơi gắt, thực ra là nó không có gì khác nhau, chỉ có khác nhau một điều là khi mà các bạn chơi bản quyền thì các bạn có thể là chơi online và dạng giống như là game nhập vai vậy đó, các bạn có thể là nuôi cái con nhân vật này. Còn nếu mà chơi offline thì các bạn chỉ chơi, nói chung là chơi một mình ở nhà thôi đó. Thì nếu mà bạn có điều kiện thì nên mua đi, nó đang giảm giá, mình nghĩ là giá mà khoảng chừng 27 đô nó cũng không có nhiêu, nó chỉ có khoảng chừng 6-700 ngàn thôi. Nhưng mà chúng ta mua chúng ta được sự hỗ trợ rồi chơi suốt đời đúng không? Ở đây là mình vừa mới đặt mua. Mình đang tiến hành tải về. Ok, video ngắn này mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn là cái sự kiện nhân cái dịp Halloween thì trên cái trang này nó đang giảm giá ha, các bạn tranh thủ đi mà mua. Đây là một cái video gọi là cái tin thôi, cái tin tức cho các bạn thôi, mình không có làm tiếp thị cho cái trang web này. Mình chỉ với mới vừa mua thì nó đang khuyến mãi đó, thì hy vọng là các bạn nhân cái dịp này có thể là mua cái game với giá rẻ và chúng ta có thể là chơi chung với nhau ha. Đừng quên click vào nút like và nút share để mà chia sẻ video hữu ích này của mình cho mọi người. Và nhớ là click nút đăng ký hai kênh của mình, Game Offline và GTA 5 Remote. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Bye bye.